Chào mừng toàn thể anh chị và các bạn đã quay trở lại với Bình Dương Land Review. Ngày hôm nay tôi đang tọa lạc tại khu vực của thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng của tỉnh Bình Dương. Kính thưa anh chị và các bạn, thì trong 2 năm vừa qua, Bầu Bàng đã tiếp đón rất nhiều những dự án về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là khánh thành cái tuyến đường mở rộng của quốc lộ 13 cộng với lại cái tuyến đường tạo lực Bắc Tuyên Phú Giao Bầu Bàng đã đi vào hoạt động. Thì ngày hôm nay tôi xin phép được giới thiệu cho anh chị một cái sản phẩm bất động sản rất là gần với cái tuyến đường tạo lực Bắc Tuyên Phú Giao Bầu Bàng này. Và đây là một sản phẩm diện tích lớn đấy chị ha, khoảng 1 hecta. Và sắp tới thì khu vực Bầu Bàng sẽ có thêm một tuyến đường nữa rất là quan trọng sắp triển khai cho anh chị, đó chính là tuyến đường cao tốc Hồ Chí Minh Trân Thành. Và tuyến đường này thì cũng đi qua khu vực của Bầu Bàng luôn anh chị ha. Và sắp tới thì dự đoán khu vực Bầu Bàng trong 3 đến 5 năm tới cũng sẽ phát triển rất là mạnh mẽ. Với cái diện tích đất hiện tại bây giờ đang rất là nhiều, cho nên là một cơ hội đầu tư lớn cho những nhà đầu tư về kinh doanh bất động sản, cũng như là những anh chị mà đầu tư nhỏ lẻ có thể đi theo những làn sóng này anh chị ha. Và sản phẩm ngày hôm nay xin phép được giới thiệu cho anh chị nằm trên mặt tiền đường Lai Uyên 73. Và cái tuyến đường này, đây là một tuyến đường thông của nhà nước rồi anh chị ha. Như anh chị quan sát thấy thì đã trải nhựa, đường này là đường hai chiều. Và khu vực chúng ta là có điện và có cả đèn đường đêm tắt sáng rồi anh chị ha. Với cái tuyến đường này thì sản phẩm ngày hôm nay giới thiệu cho anh chị là nguyên cái mặt tiền của đường Lai Uyên 73 này, chúng ta sẽ có 50 mét mặt tiền đường nhựa có sẵn rồi anh chị ha. Và bên hông của cái lô đất 1 hecta này thì nó sẽ có thêm cho anh chị là 96 mét nữa là vừa trải đá mi thôi, ngay phía sau lưng tôi. Cái tuyến đường đó đi ra cũng đi ra được cái tuyến đường Bắc Tôn Ninh Phú Giáo Bầu Bàng anh chị ạ. Và cái tuyến đường đó là cái tuyến đường cũng của nhà nước luôn, cũng sẽ được trải nhựa anh chị ạ, giống như cái hạ tầng như thế này, nhưng mà nó cần thời gian để cần ngân sách đi về và triển khai sau anh chị ha. Và cái tuyến đường này là một trong những cái tuyến đường thông nối dài huyết mạch kết nối về khu vực của xã Tân Long, huyện Phú Giáo, Bầu Bàng, cũng như là trung tâm hành chính Lai Uyên của Bầu Bàng nữa anh chị ha. Về với lại khu vực Bắc Tôn Ninh Phú Giáo Bầu Bàng rất là gần, và quốc lộ 13 nữa. Cho nên rằng nếu anh chị nào quan tâm sản phẩm 1 hecta này với giá chỉ có 8 tỷ rưỡi thôi, thì chủ cũng đang rất là mong muốn bán cho anh chị với cái giá hữu nghị. Thì anh chị nào quan tâm sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline để tôi có thể gửi thông tin chi tiết cho anh chị về sổ sách giấy tờ, cũng như là anh chị có thể xem tổng quan video. Và anh chị quan sát thấy ở bên dưới đó chính là tuyến đường Bắc Tôn Ninh Phú Giáo Bầu Bàng. Đường thì 6 làn xe, vỉa hè tất cả mọi cái tuyến đường thì cũng đã được thông kết nối từ Bắc Tôn Ninh về với khu vực Bầu Bàng đã được khánh thành và đi vào hoạt động rồi. Và với cái vị trí như ngày xưa đó, mặt tiền đường nhựa và cả 1 hecta như thế này gần với những trục đường lớn. Và đặc biệt sắp tới anh chị sẽ đón đầu thêm một tuyến đường nữa, đó chính là đường cao tốc Hồ Chí Minh Trân Thành. Và với cái tuyến đường như vậy sẽ thúc đẩy thêm giá trị bất động sản tại thời điểm này. Hồi lúc trước cao điểm thì anh chị có thể mua những hecta trên này với cái giá tầm khoảng 10 mấy tỷ anh chị ạ, 13, 15 tỷ một hecta cho một cái vị trí đặc biệt nhiều mặt tiền và đường mặt tiền đường nhựa, đường của nhà nước như thế này thì giá rất là cao. Và với cái vị trí này anh chị di chuyển về khu vực trung tâm hành chính của Bầu Bàng, đặc biệt ở khu vực Lai Uyên cũng rất là gần luôn, cách có khoảng 5 km thôi. Và những cái sản phẩm mà hiện tại bây giờ đang bán với cái mức giá cũng cao hơn so với cái mặt tiền của những cái lô như thế này. Thì anh chị nào đang quan tâm những cái sản phẩm đất mẫu lớn thì chúng ta có thể cân nhắc sản phẩm này anh chị ha. Với cái giá chỉ có 8 tỷ rưỡi còn thương lượng cho anh chị, nếu như anh chị thiện chí thực sự thì có thể về nói chuyện với chủ anh chị ha. Và giá của trên kênh Bình Dương Land thì đại đa số là giá của chính chủ đưa ra, và họ cung cấp cho mình một cái giá ưu đãi thực sự nếu mà dành cho những cái hàng nào thiện chí cơ. Và với cái tuyến đường cao tốc Hồ Chí Minh Trân Thành thì anh chị biết được á, thì nó sẽ là trùng với cái tuyến đường DT743 từ hướng Sài Gòn đi xuống gần tới cầu Khánh Vân, đi qua địa phận của khu vực ngã tư Miếu Cầu. Anh chị chạy lên một đoạn nữa về khu vực Tân Uyên thì sẽ gần tới cái cầu Khánh Vân, thì đoạn đó sẽ bắt đầu là có một cái tuyến đường cao tốc thuộc trục cao tốc Bắc Nam anh chị ha. Đó chính là cái tuyến đường mà sắp tới sẽ được triển khai qua khu vực này nữa, rất là gần với cái vị trí đất luôn, và kết nối với cách qua cái tuyến đường vành đai 4 này, tuyến đường của Bắc Tôn Ninh Phú Giáo Bầu Bàng luôn. Và với cái vị trí của cái đất mẫu chúng ta hiện tại đang nhìn ở bên dưới thì nó cũng là gần sát bên với cái nút giao giữa đường Bắc Tôn Ninh Phú Giáo Bầu Bàng và cái tuyến đường cao tốc Hồ Chí Minh Trân Thành luôn. Và đi qua cái ngân sách giới thiệu sơ cho anh chị thì với cái ngân sách đi qua địa phận Bình Dương thì khoảng hơn 17.400 tỷ đồng.
Với cái phương thức này thì sẽ sắp tới khoảng 3 năm tới, 2 đến 3 năm tới cũng sẽ triển khai và sẽ đi vào hoạt động của cái tuyến đường này thôi. Ngân sách thì cũng đã có hết rồi, giải phóng mặt bằng cũng rất là dễ. Tại vì quỹ đất của Bình Dương hiện tại bây giờ đang nằm trong tất cả những cái dự án quy hoạch về đường xá, giao thông và những cái quy hoạch về khu dân cư cũng đang rất siết chặt. Cho nên rằng về cái đền bù cũng rất là dễ dàng so với cái khu vực mà đông dân cư như Sài Gòn hoặc là những khu vực trung tâm thành phố. Thì khu vực đó thì đại đa số đền bù rất là khó khăn. Tuy nhiên rằng anh chị quan sát thấy ha, địa phận của khu vực Bầu Bàng và khu vực Bắc Tô Linh thì hoặc là Phú Giáo thì cũng đang rừng cao su rất là nhiều, và nó thuộc quản lý của công ty cao su Phước Hòa, là một trong những cái doanh nghiệp của nhà nước nữa. Cho nên rằng về cái đền bù cũng rất là dễ dàng khi mà chúng ta triển khai một cái dự án về hạ tầng giao thông. Và với cái động lực thúc đẩy như vậy sẽ tiết kiệm cái thời gian cho chị di lưu dòng hàng hóa về từ khu vực Tây Nguyên về với là khu vực của Bình Dương, không chỉ là vậy mà về khu vực của Đồng Nai, những khu vực cầu cảng rất là nhanh luôn. Với cái tuyến cao tốc như thế này là một trong những cái đoạn đi qua địa phận của Bình Dương, Bình Phước nữa, thì để tạo một cái đà thúc đẩy cực kỳ lớn cho hai khu vực này. Nhưng mà với cái nhu cầu phát triển, đà phát triển của khu vực Bầu Bàng đang được tập trung nhiều cái tuyến như thế này, thì anh chị nên quan tâm và giới thiệu có thể đầu tư sớm cái sản phẩm này anh chị ha. Và đây là chính là cái mặt tiền của cái lô đất này. 50m mặt tiền đường nhựa có sẵn, và bên hông chúng ta sẽ có thêm 96m đường chạy đá mi, đường của nhà nước luôn vậy ha. Và với những cái tuyến đường này thì mai mốt nhà nước cũng sẽ chạy nhựa và giống y chang hạ tầng của đường Lai Uyên 73 này. Đây là cùng một tuyến thôi, nhưng mà mai mốt cũng sẽ triển khai sớm cho anh chị hạ tầng rất là đẹp. 1 hectare này với giá 8,5 triệu, thì anh chị cảm thấy cái mức giá này như thế nào? Nếu anh chị cần quan tâm sản phẩm khác có thể bình luận ở bên dưới. Cảm ơn anh chị rất là nhiều nhé. Và nhớ là đăng ký theo dõi kênh của Bình Dương Land Review để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất về bất động sản, cũng như là những tránh những cái rủi ro về đầu tư và những cái pháp lý bất động sản. Nếu anh chị cần tư vấn hoặc là anh chị cần review có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline cho công việc anh chị ha. Cảm ơn chị rất nhiều đã theo dõi video tới thời điểm này, cũng như là đăng ký kênh theo dõi rất là nhiều trong thời gian qua. Và hy vọng anh chị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả, cũng như là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau.